Hello, chào các bạn. Mình mới thấy cửa hàng nhập về rất là nhiều cái ốp lân UAG ha. Đây là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, gọi là nồi đồng cổ đá mà rất nhiều người yêu thích ha. Lâu nay thì mình không có quay mấy cái ốp lân mới hiệu này do là không có hàng. Bây giờ thấy đợt nhập hàng mới và nó dành cho iPhone 15 Pro Max, cho nên sẵn có cái máy ở đây nè. Đó, thì mình quay nhanh bỏ vào cho các bạn coi thử ha, cho nó có gì hấp dẫn để các bạn coi video xong các bạn có thể tham khảo và có thể mua. Thì đây là cái dòng Pathfinder. Hồi xưa thì mình hay quay lắm, mình hay quay mấy này các bạn quen thuộc rồi ha, nhưng mà một hai mùa gần đây thì không thấy, bây giờ nó xuất hiện trở lại. Hàng chính hãng Pathfinder, dòng này giá 1,4 triệu các bạn. Cái màu này mình thấy màu mới nè, rất là đẹp, màu kiểu cà phê sữa ha. Thì drop test 18 feet, tương đương với 5.5 mét các bạn. Đó, thì các bạn nào mà fan của UAG thì quá quen thuộc với những cái hình dáng này. Giờ video này thì mình bỏ vô máy cho các bạn coi thử ha. Thì đây là những dòng mesh shape ha. Nó có một cái viền 500 hit ở đây. Đó, là cái viền đây nè, nó để cái đường 500 hit ở trong này. Thì nó vẫn như xưa giờ thôi, nhưng mà nó cải tiến về sắc màu và cái hoa văn mắt xếp đây. Bỏ vô cho các bạn coi coi thích hay không ha. Đó, iPhone 15 Pro Max. Cái nút đa chức năng ha, thì nó không có làm nút bấm mà nó khoét nguyên cái lỗ luôn, nó giống như Beat Design vậy đó. Còn ở sau lưng làm những cái ốc giả logo UAG, cái màu lạ, màu này sang ha, viền đen, tất cả những góc đều làm nhô ra, rớt xuống thì nó những cái góc này nó sẽ va chạm với cái mặt bàn hoặc là mặt sàn đất gì đó thì đó ha, thì nó tăng lên. Đó là cái cách mà UAG họ làm. Rồi, Pathfinder màu cà phê sữa đó. Rồi cái này màu trắng nè, để mình ốp thử cái màu trắng cho các bạn coi. Bạn nào xài iPhone 15 Pro Max màu trắng, thích trắng tinh đó, tông màu rất là sang đơn giản, thì chọn cái này. Đây có chỗ để mình mở lên nè. Đó, đẹp quá các bạn. Màu trắng đẹp quá. Toàn bộ này là mắt xếp hết các bạn ha. Cho nên các bạn hít vào cái sạc không dây cũng như là mấy cái sạc bàn ha, để trên bàn làm việc, phòng ngủ được hết, để nó hiển thị cái đèn ra, cái đồng hồ là rất là đẹp. Mắt xếp hết. Thì nào có mắt xếp thì giá nó cao hơn cái loại không có mắt xếp. Cái nút bấm cũng rất nhạy, những cái sọc sọc cầm không có bị trơn trượt. Họ làm những cái sọc ở đây, cái G nổi lên, nút tăng giảm âm lượng cũng rất là nhạy, nhưng mà cái mình không hài lòng về những cái hãng mà họ khoét cái lỗ như vậy, tại đây là cái nút bấm chứ không phải cái nút gạt, cho nên là nó làm cái nút bấm giống cái tăng giảm âm lượng thì nó sẽ kín đáo hơn, đẹp hơn. Nó giống như kiểu như làm trước khi mà Apple ra mắt vậy. Còn những cái lỗ nào mà chừa ra như loa hoặc giắc cắm sạc đồ thì lúc đó mình mới khoét lỗ ha. Đây là màu trắng và màu cà phê sữa của Pathfinder. Tên nó nè, Pathfinder. Còn nhiều mẫu Pathfinder nữa các bạn, nhưng mà giá khác nhau ha. Cái nãy là 1,1 triệu giá tốt nhất trong cái dòng Pathfinder ha. Đó, 1,4 triệu với mình nhầm ha, 1,4 triệu. Còn cái này là 1,5 triệu. 1,5 triệu thì gồm có cái màu này, rồi đó, camo, rồi cái này nữa. Đó, để mình khui ra cho các bạn coi nha. Thì mình có để cái đường link của thương hiệu UAG dành cho iPhone 15 ở trên cái phần mô tả video, các bạn click vào đó rồi coi qua cái video mình thì để các bạn dễ hình dung hơn thôi. Đó, thì các bạn nào dùng cái màu
titan xám đậm á, hoặc là titan tự nhiên thì có thể chọn cái này mắt xếp luôn đó. Nói chung là đồ của UAG thì rất là cá tính nha, nó vuông vức, nó góc cạnh, nó hầm hố, nam tính, rất là phù hợp cho các đấng mày râu. Tự nhiên những bạn nữ nào thích cái sự hầm hố thì vẫn chơi những cái dòng này ha, giống như xe Jeep hoặc là xe những cái xe off-road cái kiểu vậy đó. Đó, gồ ghê, chắc chắn, hầm hố. Đây là một chiếc Pathfinder giá 1,5 triệu, chính hãng. Tiếp theo là cái màu hơi camo một chút các bạn, hoa văn. Đó, Pathfinder iPhone 15 Pro Max nè. Màu này thì hoa văn camo rất là đẹp nhưng mà nó sậm hơn, rất là cá tính ha. Các bạn nào thích sự trầm tính nhưng mà vẫn cái chất của UAG camo thì đây là cái sản phẩm đẹp. Nó hơi ngã về đen xám. Còn này thì nó sáng hơn, ít hoa văn hơn, nó chỉ là những cái điểm hình thôi. Rồi tiếp theo là những cái màu khác, hoa văn khác. Khui ra hết cho các bạn coi. Ngoài những cái video mình khui hộp up thử cho các bạn coi, những cái up lần thì còn nhiều lắm nha các bạn. Các bạn truy cập vào website mainguyen.vn, quá trời những cái sản phẩm phụ kiện đồ chơi cho điện thoại di động công nghệ. Này là nó có một phần trong suốt, những cái đường sọc sọc ở đây là trong suốt, rồi những cái chỗ khác thì nó mờ mờ, nó gồ lên. Và cái phần mắt xếp thì nó giống như một cái trang trí ở giữa cái điện thoại của mình vậy đó. Nó khung viền này nó giống nhau hết các bạn ha, khung viền giống hết, chẳng qua là nó khác cái hoa văn. Khi mà mình bỏ vô thì cái máy nó xám, chứ còn bỏ những cái màu khác, màu trắng vô thì nó sẽ thấy trắng hết những cái sọc này, giống như cái con đường đi vậy đó. Đó, giá thì tương đối cao ha, những cái hãng như là UAG hoặc là Spigen thì họ có giá khá cao. Nếu mà cái ốp lưng xịn mà có mắt xếp thì tầm 1,2-1,3 triệu tới 1,5 triệu là bình thường đó, nhưng mà nó xịn và gọi là hàng hiệu, thương hiệu các bạn đó. Này nó cũng trong suốt ở những cái sọc này, nhưng mà màu thì nó lợt hơn cái phiên bản này. Đó, cái dòng Pathfinder này là toàn bộ là rope test là 5,5 mét hết các bạn ha. Tức là họ đã thử rồi ở cái độ cao 5,5 mét hoặc là 18 feet, thì khi các bạn rơi cái điện thoại thì khả năng được bảo vệ cao nhất, còn cao hơn nữa thì họ không đảm bảo ha. Đó, thì những cái ít hoa văn rồi nó đơn sắc thì nó sẽ giá nó tốt hơn, càng phức tạp về hoa văn, về sắc màu, về thiết kế thì nó sẽ mắc hơn chút xíu đó. Cái này thì nó không có trong suốt, một tông màu mặt lưng, một tông màu logo ở giữa, có mắt xếp hết ha. Các bạn thấy cái vòng này là thấy có mắt xếp, hít cục pin dự phòng vô sạc. Này là cái màu xanh, xanh rêu. Màu này thì nhiều bạn thích nè. Đó, nhiều bạn thích cái màu xanh rêu này à. Để mình thử cái cục pin dự phòng mắt xếp, coi cái UAG này nó hít mạnh không các bạn ha. Đó, ten nè, sạc nè. Đó, thì có nhiều cái hãng họ làm mắt xếp mà hít yếu các bạn, tức là cái viền 500 ở trong này họ làm yếu, cho nên là gắn những cái cục pin như vậy vào thì nó giống như nó hơi cầm sợ rớt ha. Thì những cái hãng xịn thì nó làm chắc lắm đó.
những hãng lừng lẫy trên thị trường dành cho iPhone phụ kiện như là Apple chính hãng hoặc là Spigen, UAG, Cloud rồi một số hãng khác, họ làm cực kỳ xịn luôn. Cầm cái up lần lên thấy điện thoại của mình nó giá trị. Đó, chắc chắn. Thì khi các bạn có nhu cầu dùng MagSafe đó thì các bạn nhớ mua cái sản phẩm có MagSafe ha. Đó, những cái điện thoại mà các bạn nâng cấp lên cái hệ điều hành mới á, khi tối mà các bạn để trên cái hít MagSafe á, hay những cái chân trên đầu giường ngủ á, thì nó ra cái đồng hồ rất là đẹp. Thì ở nhà mình cũng để trên cái bàn ngủ mấy cái đế sạc không dây, cho nên là các bạn cảm thấy cái điều đó nó hấp dẫn á, mà thì các bạn nên mua những cái ốp lưng có MagSafe ha, nó tiện lắm, sạc không dây, hít vô những cái đế rồi các kiểu rất là đã. Đó là cái mà iPhone nó làm được, những hãng Android không hiểu sao họ chưa làm cái MagSafe được ha, hay là bị Apple đăng ký bản quyền độc quyền không biết nữa. Anh nghĩ nó không có khó, nhưng mà không biết sao Samsung và những hãng khác họ chưa làm cái vụ MagSafe để hít đó. Rồi còn một số sản phẩm nữa, dòng này là Monash Pro. Monash Pro các bạn thấy giá kinh không, 2 triệu cái này nè, carbon. Còn cái này mới khủng nữa nè, này drop test 25 feet, 7.6 m, và có cái built-in cái chất liệu Kevlar, các bạn sợ Kevlar ha, xịn ghê. Giá 2.4 triệu, kinh, $100 ha, cho một cái ốp lưng mà có sợi Kevlar các bạn. Phước nghiên cứu cái sợi Kevlar này nó làm được gì Phước? Cái sợi này nó bền hơn anh, và cái sợi Kevlar này là được dùng để mình làm những cái chất liệu vải chống đạn nè, hoặc là những cái bộ giáp. Giáp, đó. Quần áo giáp ở đây có nhiều đồ, một số bộ đồ mắc tiền á, cũng sự một số bộ phận cái khu vực á ha, dùng cái sợi Kevlar này thì nó sẽ để cái logo trên cái sản phẩm, chứng tỏ được cái giá trị của sản phẩm ha, bán đắt người ta vẫn mua. Rồi cái này trước cho các bạn coi là carbon fiber. Đó. iPhone 15 Pro Max xài khung viền titanium. Đó, khung viền titanium nè. Đó, titan. Chơi cái ốp lưng carbon vô nữa, kinh khủng. 2 triệu đồng. Đẹp quá các bạn ha. Nhìn đẹp, cứng cáp, ăn tiền cái viền carbon nhiêu đây thôi á. Nó nổi bật luôn. Và cái logo UAG. Cái khu vực MagSafe bây giờ vô tình làm cái chỗ giống như là cái decor luôn. Decor cho cái ốp lưng luôn. Đó. Ngon lành. Carbon 2 triệu các bạn. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Xung quanh là nó họa tiết kiểu như là tổ ong vậy đó. Các bạn cầm vô nó bám tay. Nút thì cũng vậy, nãy giờ toàn bộ là UAG là khoét cái lỗ đa chức năng này hết, chưa thấy cái nào bịt luôn mà làm nút bấm hết. Thì không biết những cái đợt hàng sau này thì họ có làm cái nút bấm hay không. Đó. Tôn màu đen ha. Màu đen nhưng mà nó không có nặng nề. Do nó phối cái viền carbon này vô, thấy cái máy ốp lưng nó vẫn nhẹ nhàng dễ thương, rất là sang. Cầm lên cái đắt tiền thấy sang liền các bạn. Wow, anh này 2.4 triệu, các bạn có mua không? $100 cho một cái ốp lưng, 240.000, tức là cái ốp lưng này các bạn có thể mua 10 cái ốp lưng giá rẻ ở ngoài đường kia, ngoài chợ kia. Liệu các bạn có bỏ tiền 2.4 triệu ra các bạn mua cái ốp lưng này không? Mình nhắc lại, các bạn có thể dành số tiền 2.4 triệu mua được 10 cái ốp lưng ở ngoài đường 3 tháng 2 hoặc là những cái khu chợ họ bán đồ chơi của Trung Quốc ha. Đó. Thậm chí còn hơn nữa, 100.000, vài chục ngàn cũng có cái ốp lưng. Nhưng cái này tới 2.4 triệu, kinh khủng. Đây là sợi Kevlar ha. Đó, nó cũng điểm cái khu vực giống như bên carbon này thôi. Đó, chỉ có nhiều đó thôi á. Đặc biệt là nó
phối ba cái sọc đỏ đây làm cho cái ốp lưng có vẻ nó sang trọng hơn. Các bạn thấy những cái máy Canon, những ống kính không có sọc đỏ là thấy cao cấp, kiểu Sony rồi đó, điểm điểm vô là thấy sang. Thì này cũng vậy ha, họ làm nhấn nhá chút, thêm chút chất liệu cao cấp vô cái là thành cái ốp lưng đẳng cấp ha. Đó rồi, 2.4 triệu cho cái ốp lưng màu đen có sợi Kevlar. Rồi cái này là cái màu sáng hơn, sáng hơn các bạn. Phước phè phẩn có chơi một cái không? Đắt quá các bạn ơi. Mình thấy mình cũng sót luôn. Mình thấy mình cũng sót luôn. Nhưng mà đẹp thiệt các bạn à, đẹp thiệt luôn á. À, sang lắm các bạn, nhìn là các bạn. Ví dụ bây giờ 1.5 triệu đi, mấy cái này 1.5 triệu nè, các bạn cầm lên muốn mua cái này liền á, tùy túi tiền bỏ thêm 1 triệu bỏ hay không. Đó, thích các bạn thích nào, tông tối và nó nhấn cái màu đỏ lên nhìn nó sang, còn cái này thì nó điểm phần bạc vô. Khu này là sợi Kevlar đó, ở trong nè hoa văn nó là tổ ong hết, khoét lỗ rất đẹp. Đây là dòng Pleo các bạn. Pleo thì rope test nó 49. Đó, thì nó bốn cái này là có mắc xếp hết nè. Và một cái Pleo này không có mắc xếp thì giá 1 triệu, còn cái có mắc xếp là lên 1.3 triệu. Thì cách phân biệt thì các bạn có nhìn giữa cái lưng cái điện thoại mà không có cái viền ở đây. Đó, cái viền hit thì nó là không có mắc xếp ha, thì giá nó luôn luôn tốt ha. Rồi, khui ra cho các bạn coi tiếp. Mấy cái mẫu này cũng thanh lịch. Mấy cái mẫu này thì các chị nữ thích ha. Nó đơn giản, nó không có gồ căng thẳng như mấy dòng hồi nãy ha. UAG có cái viền vàng đồng lên nhìn cũng sang ha. Đó, nhưng mà nhìn có biết UAG các bạn, góc cạnh vuông vức, nhìn rất là mạnh mẽ ha, cá tính, đẹp. Khá đẹp. Đây là cái màu khói sậm, nó không, nó trong suốt nhưng mà nó hơi sậm. Đó, các bạn thấy nó giống như khói á, khói đậm ha. Và cái địa viền mắc xếp là nó điểm màu vàng đồng. Đó, một màu. Tiếp theo là trong suốt, trong suốt nhưng mà cái viền mắc xếp là cái viền xám các bạn. Trong suốt, các bạn nào thích trong suốt, lộ nguyên cái máy ra thì chọn cái này. Thì máy mình màu gì nên ra nguyên màu đó, rất là đẹp, nhìn khá cá tính các bạn ha. Thiết kế của nó khác với Spigen. Đó, thì tùy các bạn fan của hãng nào, yêu thích cái thương hiệu nào thì các bạn chọn. Tại UAG với Spigen hiện tại là hai cái hãng phụ kiện gọi là khá xịn rồi. Đó, khá xịn. Cái UAG mình cảm giác nó làm cái ốp nó chặt hơn, mỗi lần mở ra cũng hơi khó, cứng hơn. Và cái gốc á, gốc nó thì nó gồ và nó có vẻ nó dày hơn. Đó, gốc các bạn thấy nó gồ ra, dày hơn, nhìn có vẻ chắc chắn. Nhưng mà cầm thì nó không có mượt mà, nó nhỏ nhắn hơn bằng mấy hãng khác các bạn, cho nên nó hơi có vẻ nam tính. Còn cái này là cũng vậy, trong suốt nhưng mà cái viền mắc xếp thì nó màu trắng. Đó, anh nào mà xài máy trắng thì chọn cái này. Còn đây là cái viền đen, thì cái nào cũng có cái nét đẹp riêng hết. Đó, bỏ vô thì các bạn bóp mấy cái gốc là nó nhảy vô, đẹp các bạn ha, nhìn sang. Nhưng mà mấy cái này xài một cái thời gian dài á, cho dù nó xịn cỡ nào thì nó cũng sẽ ngã vàng nha. Không có cái nào mà xài một năm sau mà nó trong veo như vậy được các bạn, mình chưa thấy luôn á. Thì hãng nào họ cũng nói là họ làm là giữ rất là lâu, không có bị vàng này kia, nhưng mà mình thấy không có xài, cất trong tủ một thời gian cả năm trời, họ
hoặc là 6, 7, 8 tháng là bắt đầu sẽ thấy nó ố dần 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 ha. Nhưng mà cầm thì quá xịn, quá đẹp. Lưng, còn lưng không có ố nữa. Hả? Lưng mấy hãng sau nó không ố, nó chỉ ố viền thôi. À, ố viền ha. Trên lưng là không ố nữa. Ừ. Mấy hãng sau á. Nó là chính đa số là lưng không ố, ừ, chỉ có ố viền. Rồi nhã mới nhắc thêm, mình bổ sung thêm là sau này thì các cái hãng mới nó họ làm cái chất liệu là cứng á, đây, đây, đây cứng nè. Đó, nó không có bị không có phải là nhựa dẻo á. Thì rồi giống như gương vậy đó, thì nó không có bị ố cái lưng. Đó, nó chỉ ố vàng cái viền nhựa dẻo này thôi. Còn những cái hãng mà giá rẻ bán 100-200 ngàn thì nó là cái miếng nhựa dẻo cho nên nó sẽ ố đều. Đó là cái ốp lưng cao cấp. Còn cái này là màu đen. Màu đen. Màu đen này cũng khá cá tính. Như vậy là các bạn lựa những cái hãng lớn giá cao trong suốt, mà các bạn coi cái phần lưng của nó cứng ha, nó là một cái miếng như giống như gương như vậy, thì khả năng nó ố là rất là thấp. Còn cái nào mà dẻo các bạn xoay bẻ nó cong hết thì đó là nguyên cái ốp lưng miếng nhựa. Này cũng cá tính ha. Cá tính. Đó. Rồi cái cuối cùng là cái không có mát xếp, giá mềm 1 triệu để mình coi cái lưng nó cứng không hay mềm. Cứng luôn các bạn, cứng luôn, vậy là nó sẽ trong suốt. Đó. Viền xung quanh thì nó hơi màu khói. Ngoài những cái mình khui hộp đây thì mình do mình mới thấy hàng về, mình bóc ra mình khui chơi cho các bạn xem cho vui, cho biết ha. Thì nó sẽ về hàng tiếp các bạn, có những cái sản phẩm khác, những cái màu sắc khác sẽ về hàng tiếp trong những cái đợt hàng tiếp theo. Thì các bạn coi trên cái đường link mình để dưới phần mô tả cái video này. Thì đó là cái chỗ mà các bạn click vào để cập nhật giá cả sản phẩm thường xuyên trực tiếp ha. Đó. Này thì nó không có hoa văn gì hết các bạn. Lộ nguyên cái lưng máy ra luôn. Thử rồi không có xếp được hết rồi. Phước kêu thử không có mắc xếp hít nào, đưa vô cái rớt của pin liền. Nếu mà không có mắc xếp mà hít là giá sẽ lên. Nhưng mà nó vẫn sạc nha các bạn. Các bạn để vô đúng vị trí thì nó sạc, chứ không phải là không có mắc xếp là nó không sạc. Nhưng cái cục pin hoặc là cái đế thì nó không hít dính, cho nên là mình sẽ lấy dây thông mình cột. Cho mình cầm là nó sẽ chạy lòng vòng. Hoặc là cái đế để bàn thì mình không để được, tại để vô nó rớt. Đó. Còn nếu các bạn cầm luôn như vậy, đó, cứng như vậy thì nó vẫn sạc ha. Hoặc là các bạn lấy một cọng dây các bạn buộc lại. Đó là cái việc có mắc xếp hay không mắc xếp. Rồi mình kết thúc cái video khui hộp nhanh mấy cái ốp lưng của OAG dành cho iPhone 15 Pro Max. Ngoài Pro Max thì nó có cho iPhone 15 Pro nữa các bạn ha. Do là mình không có máy 15 Pro ở đây, mình không có test cho nên là mình không có đem ra khui. Nhưng mà trên website có đầy đủ ha, các bạn click vào có thể xem và mua hàng từ xa. Rồi kết thúc video nhanh, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video khui hộp tiếp theo.